Nó tới đâu sao? Tiết lưu được. Đợi sao biết được bệnh em à? Bị mấy cái này không đợi sao ngay. Không bao giờ biết được cái bệnh của mình đâu. Anh này, anh đợi sao anh cũng biết rõ tình hình khỏe anh. Anh biết rồi đó. Cái này từ đây đỉnh đầu xuống tới chỗ nào đó anh biết hết. Đúng không anh? Tại sao đi em? Giống như là mấy cái này là vô mổ mổ đi rồi biết. Đây là anh chỉ cần dùng nội soi thôi biết hết rồi. Không thiệt mà. Ừ, ở đây là tôi đi làm. Được cái đi. Hay quá. Hay đúng không? Nói làm nó suy nghĩ ra. Vui chứ. Chuyện nghe của anh đặt. Quỷ thanh niên này cứ tập cầm cái này nãy giờ mới có phải phim chưa.